rất nhanh. Vẫn còn các vận động viên đấu súng. Vâng, điều tay các vận động viên như máy vậy. Rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh, vẫn còn, hay quá. Một đường cầu rất hay. Cao rồi, vẫn lên, vẫn lên. Hay thế nhờ. Vẫn lên, vẫn lên. Đường cầu mãn nhan. Vẫn bình thường. Đúng là đẳng cấp. Bom, đúng là trận đấu giữa hai cặp đôi đã từng vô địch giải Mạo Khê. Chào bạn, mình là Sport Hùng, đại lý bán lẻ các sản phẩm cầu lông từ thương hiệu Li Ninh. Nếu bạn muốn mua giày, vợt cầu lông Li Ninh chính hãng giá tốt, giúp tiết kiệm cho bạn từ vài trăm nghìn đến cả triệu thì nhớ nhắn tin cho Hùng nhé. Cam kết hàng chính hãng, chất lượng, check mã cốt kiểm tra thoải mái, chế độ bảo hành đầy đủ từ hãng. Màn hình của chúng ta cặp đôi Hoàng Anh Lâm đánh cho câu bộ Thành Công Mạo Khê, phía ra màn hình Tuấn Anh Thiều. Đánh cho đơn vị Bắc Ninh. Trận này sẽ rất hay mọi người ạ. Vâng, vừa mới điểm số đầu tiên thôi, chúng ta đã được theo dõi một trận đấu hay, một đường cầu hay rồi. Vẫn lên. Chun Ly cổ vũ cho Thành Công Mạo Khê. Vật cầu ngoài sân. Phạm Ngọc Định Bắc Ninh, Phạm Nhật Hải Thành Công Mạo Khê. Cổ động viên hai bên rất là đồng đều. Mới vài điểm số đầu tiên, trận đấu đầu tiên của buổi sáng mà mọi người. Nên khả năng xét đầu sẽ có một vài đường cầu hỏng không hay. Lập cầu rất căng từ Tuấn Anh. Nó là Tuấn Anh Thiều. Quá hay. Lập cầu bên kia, lập cầu rất tốt từ Hồng Nam, 20 đều rồi. Điểm số 20-11, điểm kết thúc set đấu thứ nhất. Rất khéo léo từ Dương Thiều, phải nói tại giải đấu Dương Thiều đánh rất hay. Trong set 1, Long Tô thua 22-20. Rất hay. Rất hay. Cầu ngang rất nhanh. Ngoài tay rất hay. Cầu rất thích những pha cầu như thế của anh Hoàng. Điểm số 9-4. Bom cầu từ Vũ Lâm, tiếp tục Hoàng Anh, vẫn chưa ăn thua. Tuấn Anh thì sao?
chung kết chiều nay đánh rồi nha, khoảng 2 giờ. Khoảng 2 giờ chiều. Một pha bấm cầu trái tay rất chi. Cao rồi. Non rồi. Vẫn chưa ăn được. Rồi. 21-15. Hơi cao. Điểm số 72. Bên kia họ lên lưới nhanh lắm. Cầu ngoài sân. Bây giờ Tuấn Anh và Dương Thiều mà sung lại thì chưa biết thế nào mọi người ạ. Đội bên kia họ cứ mổ. Cầu ngoài. Đấy, không thèm đập căng, chỉ chặn thôi. Rất nhanh. Rất cố gắng. 17-9. Phía sau. Rất tích. Bên Dương Thiều Tuấn Anh có vẻ lấy lại cảm giác rồi. Đánh ổn định hơn rồi. Cầu Dương Thiều sắc hơn rồi. Tinh toàn một người hô, làm sao mà ăn thua gì. Vẫn qua, hay quá, một pha xoay sở cực kỳ hay của Dương Thiều. 15-18. Rất căng. Đấy, Hoàng Anh chặn lại hết. Người công người chặn. Vẫn lên. Rồi. 16-19. Bước ra chắn màn hình. Hay quá. Bung rồi. Vũ Lâm có vẻ đập hơi xịt rồi. Cáo. Vẫn không ăn được, quả bị hụt. Tiếc quá, cầu ngoài sân. Vẫn còn. Thiều sẽ phát cầu như nào. Trọng tài xác định cầu trong sân, một pha bỏ cầu sai lầm của Hoàng Anh. 19-20. Cameroon của anh em ạ. 20 đều. Bây giờ tâm lý lại đè ngược lại bên Hoàng Anh Lâm rồi. Dẫn 3-4 điểm nhưng không quyết được. 21-20. Cầu ngoài sân. 22-20. Một pha lội ngược dòng siêu kinh điển tiếp theo của cặp đôi Tuấn Anh Thiều. Quá đẳng cấp.